Đồ Gỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị, lúc này đang là buổi tối ngày 31 tháng 7 năm 2017 và chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế guột nho bằng gỗ hương. Thì bộ này sẽ được mang mã số là 310717, tức là kỷ niệm cho ngày hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2017. Thì bộ này gồm 6 thứ bằng gỗ hương và vân thì tuyệt vời, với một chiếc ghế dài thì để tôi nhìn cái hôm trước tôi đã đo rất là kỹ, nhưng mà bộ này là chỉ dùng có với không gian là hết chiều ngang là 1m8 và chiều giữa hai lưng với nhau là 1m9, tức là với một cái không gian là chưa đến 4m2 là đã kê được bộ bàn ghế này rồi, rất phù hợp cho những cái phòng khách nhỏ hoặc là phòng khách phụ. Rất nhiều nhà thành phố thì ở tầng 1 sẽ kê những cái bộ xinh xắn như thế này để tiếp khách tạm. Thế còn thì ở trên tầng 2 sẽ là cái phòng khách chính, hoặc là ở chung cư mà với cái không gian hạn chế thì mọi người cũng muốn là kê một bộ xinh xắn vừa phải, có thể vừa là để ngồi tiếp khách nhưng mà đến bữa cũng có thể là mình ăn cơm ở đây luôn, hay là các cháu nó có thể tranh thủ nó trong khi ngồi chơi thì nó ôn bài hay là làm gì đấy vân vân. Tức là cùng một lúc là bộ bàn ghế này rất nhiều cái tác dụng và được làm hết sức trơn tru sạch sẽ. Thì như quý vị đã biết là đợt trước chúng tôi cũng thông báo là đợt này đã có một cái mẻ gỗ này và làm được 4 bộ, thì trong đó thì 2 bộ đã lên đường và hiện nay trong cửa hàng là đang còn 2 bộ, trong đó một bộ này đã xong và một bộ nữa thì vẫn đang sơn, và 4 bộ thì đều là giống hệt nhau về mặt kiểu dáng. Còn vân gỗ thì đều được chọn lựa vân gỗ như quý vị nhìn thấy đây, vân rất đẹp và trong vắt luôn, và với cái giá thành rất hợp lý, tức là chỉ là đầu 2 thôi, cho nên là tôi nghĩ rằng bộ này chắc cũng nhanh chóng lên đường. Và xin quý vị liên lạc với Đồ Gỗ Đức Hiền theo 2 số điện thoại. Số thứ nhất có đăng ký Facebook là 0984 666 999, và số thứ hai có đăng ký Zalo Viber là 0967 666 111. Quý vị cứ nhắc bộ 310717 đang kê tại tầng 2 khu C. Đây là tầng 2 khu C thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và trước khi dừng máy tôi sẽ đi ra đằng sau để quý vị quan sát được phía sau của sản phẩm. Cũng đẹp y hệt như phía trước luôn. Ngoài ra tại Đồ Gỗ Đức Hiền thì ở 3 khu ABC với 2.500m2 thì còn hàng ngàn sản phẩm nữa, gồm có giường, tủ, bàn ghế, đồ thờ, tranh tượng các loại. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu dần dần đến quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những clip sau.